5 mẫu xe mới vừa được Honda chính thức giới thiệu tại triển lãm ASIMA 2018. Triển lãm mô tô xe máy lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 6 tới ngày 11 tháng 11 tại Milan, Italia, nhằm vào phân khúc hạng trung và rất có thể trong tương lai không xa tới, những sản phẩm này cũng sẽ đến tay khách hàng Việt. Và tất nhiên, giới truyền thông khắp thế giới cùng khách tham quan sẽ không thể bỏ qua 5 mẫu xe thuộc phiên bản 2019 là CB650R, CBR650R, CB500F, CBR500R và CB500X. Hầu hết phiên bản trước của các dòng mô tô tầm trung này hiện đang được Honda Việt Nam phân phối chính hãng. CB650R 2019. Là một tân binh mới, Neo Sport Cafe là phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ các dòng cà phê Razer, kết hợp hài hòa với triết lý thiết kế tối giản hóa. Mẫu xe này hướng tới khách hàng trẻ trung, muốn tìm tới một thiết kế đầy phong cách khác biệt nhằm thể hiện cá tính riêng biệt, cũng như tận hưởng sự phấn khích với một cỗ máy 4 xi lanh, cùng bộ khung sườn nhẹ nhàng được tối ưu hóa, mang lại khả năng kiểm soát cao. So sánh với thiết kế CB650F đời trước, mà phong cách Street Fight thì CB650R đã giảm 6kg trọng lượng, nhờ vào các cải tiến ở phần khung xe, bình xăng và thanh gác chân, phuộc ống lồng trước Sawa SFF, ngàm phanh 4 piston và các trang bị khác cũng đã được bổ sung trên phiên bản này. Thiết kế tay lái mới, thuôn về hai bên giúp việc quay đầu xe dễ dàng hơn so với thế hệ trước. CB650R cũng có cụm đèn trước LED đặc thù giống với mẫu CB1000R. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ đèn LED, mặt đồng hồ LCD với hiển thị thông tin hộp số, cùng đèn báo chuyển số. Khối động cơ 650cc cũng được tinh chỉnh ống nạp và xả, giúp tăng 5% công suất cực đại kèm mô men xoắn, trở nên êm ái và mạnh mẽ hơn trong giải vòng tua trung bình. Vòng tua máy tối đa đã tăng lên 12.000 vòng trên phút thay vì 11.000 vòng trên phút trên phiên bản CB650F. Bộ ly hợp 2 chiều cũng được trang bị cho xe, giúp việc lên và xuống số trở nên êm ái và dễ dàng hơn. Công nghệ kiểm soát lực xoắn HSTC được trang bị giúp duy trì khả năng bám đường hơn cho lốp sau. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 94 mã lực, mô men xoắn cực đại 64 Nm tại 8.500 vòng trên phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Vành xe làm bằng nhôm đúc với thiết kế hoàn toàn mới, trang bị bánh xe trước với kích thước 120-70 ZR17 và bánh sau với kích thước 180-55 ZR17, phanh đĩa đôi kích thước lớn 310mm. Với rìa phanh đĩa kết cấu dạng sóng, phanh đĩa sau với đường kính 240mm được kẹp vào bằng bộ ngàm phanh 1 piston, hệ thống ABS 2 kênh là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này. Tiếp tới là mẫu CBR650R 2019. Thuộc phân khúc Super Sport, CBR650R 2019 là cái tên đình đám tiếp theo của Honda tại ASIMA 2018. Mẫu xe này ra đời nhằm thay thế cho CBR650F trước đó, với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu CBR1000RR Fireblade 2018. Nhưng sở hữu những dấu ấn riêng biệt, hậu tố F chuyển thành R trên tên xe ngụ ý mẫu xe với khả năng vận hành thể thao ấn tượng, được thiết kế cho người cầm lái khám phá, trải nghiệm và tận hưởng niềm vui cầm lái tuyệt vời nhất trên mọi cung đường. Thiết kế tổng thể của xe nổi bật với khối động cơ 4 xi lanh vẫn được phô diễn tối đa, dàn thân vỏ mạnh mẽ, cụm đèn đôi phía trước sử dụng đèn LED ấn tượng, phần phía trên và dưới của vỏ thân trước hòa quyện hoàn hảo với tổng thể thiết kế thể thao góc cạnh với những đường gờ mỏng và sắc nét. Phần yên xe trở nên nhỏ gọn khiến cho phần yên ngắn hơn, góp phần nâng cao cảm giác lái thể thao phấn khích, vị trí ngồi trở nên thuận tiện và thể thao hơn. Từ việc trang bị tay lái dạng kép được gắn phía dưới đầu cụm giảm sóc phía trên, giúp đưa vị trí tay lái ra xa hơn 30mm và thấp hơn so với mẫu xe tiền nhiệm CBR650F. Phần gác chân người lái cũng được đẩy về phía sau 3mm và cao hơn 6mm. Chiều cao yên xe giữ nguyên ở mức 810mm. Khung xe dạng kim cương được ứng dụng cho phiên bản 2019, với phần tấm chốt càng sau được gia công bằng phương pháp dập thay vì rèn như trước,
giúp giảm 1,9 kg so với thiết kế trước đây. Cùng với việc sử dụng các trụ Elite đôi với độ cứng được điều chỉnh đặc biệt, mang đến cảm giác vận hành cân bằng cùng khả năng phản hồi tốt hơn. Trọng lượng xe giảm xuống còn 207 kg, không chỉ nhờ vào khung xe nhẹ hơn mà còn nhờ vào thiết kế bình xăng và thành các chân mới phong cách siêu thể thao. Phuộc trước dạng ống lồng ngược Sowa SFF với khả năng điều chỉnh độ giảm chấn và tải trước riêng biệt. Giảm sóc sau dạng lò xo trụ đơn kết nối trực tiếp với càng xe nhôm đúc dạng cong. Cùng với 7 mức độ điều chỉnh tải trước lò xo, góc nghiêng phuộc trước 25,5 độ và chiều dài vết quét 101mm cùng chiều dài cơ sở 1450mm giúp mang lại khả năng điều khiển tối ưu cho xe. Cùng các chốt sắp xếp song song với bề mặt đĩa phanh. Phanh đĩa đôi trước kích thước 310mm với rìa phanh đĩa kết cấu dạng sóng. Phanh đĩa sau dạng đường kính 240mm được kẹp vào bằng bộ ngầm phanh 1 piston. Hệ thống ABS 2 kênh là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này. Về khả năng vận hành, các kỹ sư Honda cải tiến khối động cơ 649cc DOHC 16 van cho mẫu xe 4 xi lanh hạng trung này, giúp xóa bỏ việc mô men xoắn giảm nhẹ tại 5.500 vòng trên phút, mang lại công suất cực đại cao hơn 5% khi vòng tua máy lên trên 10.000 vòng trên phút, cùng vòng tua máy cực đại tăng thêm 1.000 vòng trên phút, công suất cực đại 70kW tại vòng tua 12.000 vòng trên phút, mô men xoắn tối đa 64Nm tại vòng tua 8.500 vòng trên phút. Và cũng không thể bỏ qua bộ ba CB500F, CBR500R và CB500X. Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2013, bộ ba mẫu xe 500cc của Honda đã khuấy đảo trời Âu với doanh số hơn 75.000 chiếc trên khắp lục địa già. Được thiết kế nhắm tới đối tượng khách hàng sử dụng bằng lái A2, với đời xe 2019, các mẫu xe CB500F, CBR500R và CB500X đã được tinh chỉnh động cơ để đem lại nhiều sức mạnh và mô men xoắn hơn ở vòng tua từ 3.000 tới 7.000 vòng trên phút, kèm theo các công nghệ mới và ngoại hình mới hơn, nhấn mạnh hơn nữa những đường nét đặc trưng thiết kế riêng biệt trên các mẫu xe này. Cả 3 mẫu xe đều được trang bị phuộc sau mới, ly hợp chống trượt, đèn pha LED toàn bộ, mặt đồng hồ LCD cải tiến với trang bị thêm hiển thị vị trí số của xe và đèn báo sang số, cùng với ống xả khí kép mang lại âm thanh mạnh mẽ và uy lực hơn. Mẫu CBR500R cũng được nâng cấp thiết kế, trở nên gọn gàng hơn, sắc sảo hơn CBR1000RR Fireblade. Trong khi đó, CB500X cũng được cải tiến để nhấn mạnh hơn chất X, Adventure của xe với hành trình trước, hành trình phuộc trước dài hơn, yên xe mỏng hơn và góc lái rộng hơn, đi kèm với ốp sườn xe góc cạnh vững chắc cùng khả năng cản gió tốt hơn. Hầu hết các phiên bản trước của dòng mô tô tầm trung vừa trình làng tại ASIMA 2018 hiện đang được Honda Việt Nam phân phối chính hãng. Và đó là cơ sở để giới đam mê mô tô phân khối lớn trong nước có thể chờ đợi sự xuất hiện của những dòng xe này trong tương lai gần. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về các dòng xe Honda tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.